xanh sông vô, tuổi xuân miền Đông không quên thành phố mang tên Bác Hồ. Xứ trẻ miền Đông vững bước đi lên tay bước trong thắp lửa truyền thống. Xứ trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị trở lại với chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Chương trình được các đài phát thanh và truyền hình khu vực Đông Nam Bộ gồm Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai và Tây Ninh phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, vòng quay 365 ngày của năm Tân Sửu 2021, một năm đầy biến động với những thử thách, khó khăn chưa từng có do đại dịch COVID-19 đang dần khép lại. Thời điểm này, người người, nhà nhà đang chờ đón năm mới Nhâm Dần 2022 trong tâm trạng hy vọng, lạc quan. Với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp, các ngành và toàn xã hội lại cùng chung tay góp sức mang mùa xuân yêu thương đến những hoàn cảnh kém may mắn. Năm nay, các hoạt động chăm lo Tết cho người dân được triển khai sớm hơn bởi mọi người vừa trải qua một năm vô cùng khó khăn vì dịch bệnh. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối Đông Nam Bộ với những ngày rất gần với Tết. Thưa quý vị, diễn biến phức tạp của đợt bùng phát lần thứ tư đại dịch COVID-19 quá khốc liệt khiến hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, tác động nặng nề. Trong bối cảnh này, các cấp công đoàn trong từng doanh nghiệp càng nỗ lực phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chăm lo lương thưởng cuối năm cho người lao động, đặc biệt là chăm lo Tết để người lao động yên tâm và làm việc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Và đã có không ít doanh nghiệp dù mới phục hồi vẫn tăng thêm phúc lợi nhằm động viên người lao động vượt qua khó khăn, ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Dương. Nhận được thông báo kế hoạch thưởng Tết từ bộ phận công đoàn, gần 4.000 lao động công ty trách nhiệm hữu hạn Nitori Bà Rịa Vũng Tàu, ai nấy đều phấn khởi vui mừng. Bởi trải qua một năm khó khăn vì dịch bệnh, tất cả chỉ mong muốn có được công việc ổn định và được trả lương đầy đủ. Thế nhưng công ty đã khiến người lao động bất ngờ khi thông báo thưởng 2,2 tháng lương căn bản và phụ cấp cho tất cả nhân viên. Ngoài ra, công đoàn công ty còn hỗ trợ mỗi người lao động 300.000 đồng tiền quà Tết. Những hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thêm một phần quà trị giá 400.000 đồng. Bên cạnh đó, công ty còn tặng vé xe về quê cho người lao động ở xa. Trường hợp không về sẽ được nhận lại tiền mặt. Anh chị em công nhân ở đây rất là bất ngờ và cũng cảm thấy rất là phấn khởi vì cái chế độ cũng như là cái sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đến anh chị em. Trong khi tình hình dịch phức tạp mà công ty đã có một cái đãi ngộ rất cực kỳ lớn với anh chị em chúng tôi. Mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng hiện tại trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận doanh nghiệp nào chậm trả lương, nợ lương của người lao động. Hầu hết các doanh nghiệp đều cố gắng cân đối tài chính để chi hỗ trợ hoặc thưởng Tết với nhiều hình thức như chi lương tháng 13, thưởng phân loại ABC, thưởng năng suất với bình quân khoảng 9 triệu đồng một người. Chỉ có 4 doanh nghiệp không có khả năng chi thưởng Tết cho hơn 180 người lao động do phải ngừng việc kéo dài vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, năm nay hầu hết các doanh nghiệp không tổ chức tất niên hoặc gặp mặt đông người lao động. Thay vào đó, hỗ trợ quà Tết, hỗ trợ vé xe cho người lao động ở xa quê hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt. Ban giám đốc cũng đã kịp thời giải quyết cái lương tháng 13 cho nhân viên kịp thời trước Tết cùng với là tiền thưởng của công ty. Về anh em đi làm việc Tết thì ngoài mỗi nhân viên có một cái phong bì lì xì thì mỗi nhân viên đi làm Tết thì được thưởng thêm 500.000, đồng thời là mỗi một cái ngày công của các bạn thì cũng có thêm một cái phần quà là 500.000. Với phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động. Trong đó, các cấp công đoàn đã trợ cấp tặng quà Tết cho hơn 167.160 lượt công nhân viên chức người lao động với tổng trị giá hơn 49,5 tỷ đồng. Vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1.500 người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,7 tỷ đồng. Những lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 3 năm không về quê ăn Tết sẽ được nhận một phần quà trị giá 500.000 đồng. Liên đoàn lao động cũng sẽ tổ chức đoàn đi thăm tặng quà, động viên cho những nhân viên vệ sinh môi trường, đội ngũ y tế làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.
các cấp công đoàn, đặc biệt là tổ chức công đoàn cũng tuyên truyền, vận động người lao động hạn chế đến cái việc di chuyển từ ở địa phương này về quê ăn Tết. Do đó thì một số công nhân lao động mà ở lại ăn Tết tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta, thì tổ chức công đoàn của chúng tôi bằng mọi cái nỗ lực của mình, rồi bằng mọi cái nguồn lực, thì chúng tôi làm sao là để cho tất cả người lao động đều có cái Tết đầm ấm, sum vầy. Các cấp công đoàn trong tỉnh đang tiếp tục phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động. Trong đó đặc biệt quan tâm tới người lao động bị nhiễm COVID-19 đang điều trị hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo và công nhân không về quê ăn Tết. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của các doanh nghiệp Bình Thuận đều bị sụt giảm. Thế nhưng với truyền thống cũng như nỗ lực chăm lo để người lao động có điều kiện đón Tết sum vầy, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì mức thưởng Tết như mọi năm. Một số tăng mức thưởng để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Đơn cử như doanh nghiệp này, trong năm 2021, mặc dù công ty chỉ thực hiện được 85% kế hoạch năm, nhưng vẫn đưa ra mức thưởng Tết năm nay cho công nhân tăng 5% so với Tết năm ngoái. Chăm lo Tết cho người lao động năm 2022 với cái mức thưởng Tết năm nay dự kiến là chúng tôi tăng 5% so với năm 2021. Thưởng Tết được tăng thì các anh chị em rất là vui bởi vì có thêm số tiền để trang trải cho cuộc sống với lại có thêm tiền để trong mùa Tết này. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hiện có khoảng 4.300 doanh nghiệp có sử dụng lao động với khoảng 82.000 lao động. Trong đó, các doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân Tết Nhâm Dần 2022 cao hơn nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Một số doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết nguyên đáng cho người lao động. Thì trong đó, cái khối doanh nghiệp dân doanh đó, thì cái mức thưởng bình quân là khoảng 11,5 triệu đồng. Và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì khoảng 4 triệu đồng. Còn cái mức thưởng cao nhất mà được hưởng theo cái báo cáo của doanh nghiệp thì thuộc về cái cá nhân quản lý của một doanh nghiệp dân doanh thì với cái mức thưởng là 50 triệu đồng. Qua một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, thế nhưng hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều nỗ lực quan tâm thưởng Tết đầy đủ, giúp người lao động đón Tết vui tươi, đầm ấm và gắn bó dài lâu với công việc. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức trao tặng 56 phần quà Tết trị giá 5 triệu đồng một phần cho các gia đình đoàn viên người lao động có người thân mất do COVID-19. Kinh phí do Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bình Dương tài trợ. Sự hỗ trợ này nhằm chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình công nhân lao động trong dịp Tết Nguyên Đán. Hoàn cảnh của em bây giờ khó khăn lắm, bà xã mất rồi, còn nên em nuôi hai đứa con á, thì cũng cảm ơn bên công đoàn hỗ trợ cho phần quà. Cũng trong chương trình Tết ấm áp cùng gia đình công nhân có người thân tử vong do COVID-19, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trẻ em mồ côi, con đoàn viên người lao động tử vong vì COVID-19. Cùng với hỗ trợ chăm lo Tết, các cấp lãnh đạo cũng nắm bắt từng hoàn cảnh cụ thể, xem xét các chính sách hỗ trợ cho các em trong học tập và cuộc sống. Với việc huy động được cái nguồn lực rất là lớn để hỗ trợ cho các cái đối tượng có người thân có bố mẹ bị tử vong do COVID-19, thể hiện cái trách nhiệm của tổ chức công đoàn, và nó cũng là một cái nguồn động viên rất là lớn đối với những người ở lại, đối với những người sống và đối với nhiều gia đình. Từ cái nguồn hỗ trợ này sẽ giúp cho các con có thể tiếp tục đi học, rồi có thể có được những cái công ăn việc làm trong tương lai. Mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, những hoạt động đồng hành cùng gia đình công nhân có người thân tử vong do COVID-19 trong dịp Tết đã góp phần lan tỏa sự ấm áp, yêu thương đến với những trường hợp không may trong cuộc sống. Những năm qua, tỉnh Bình Phước đã có những bước phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, là một tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao nên đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn vì vậy càng được đảng bộ, chính quyền địa phương chú trọng, nhất là vào dịp lễ Tết. Trước thềm Tết Nguyên đán năm 2022, Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước cùng hơn 20 câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh đã tổ chức hàng loạt các hoạt động thăm hỏi, trao tặng hàng ngàn phần quà đến các bà con nghèo,
bà con có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, mang xuân yêu thương, xuân sẻ chia đến với mọi người, mọi nhà, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mỗi người có một cái tính chất khó khăn riêng, nhưng mà dù sao chăng nữa, những người đã ổn định, đã có cái cuộc sống ổn định rồi thì chúng ta cũng hãy cùng với chung với chính quyền, với nhà nước, ban ngành đoàn thể mà có những cái chia sẻ tích cực hơn để là giúp cho bà con có cái điều kiện sống nói chung và có một cái Tết thật là ấm áp. Đã trở thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước lại tổ chức chương trình Ấm áp tình xuân. Qua đó là nhịp cầu nối kết trao yêu thương đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay với chủ đề Vượt lên đại dịch Tết ấm muôn nhà, chương trình đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng. Góp phần cùng chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để người người, nhà nhà đều có cái Tết đầm ấm đủ đầy. Vượt lên đại dịch Tết ấm muôn nhà là chủ đề đặc biệt của chương trình Ấm áp tình xuân năm 2022 của BBTV chúng tôi. Trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, những con người có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch COVID-19 sẽ càng có hơn trong cái dịp Tết Nguyên đán năm nay. Chính vì vậy, BBTV chúng tôi rất là mong muốn được trở thành những người kết nối những tấm lòng nhân ái một cách chân thành và ấm áp với những hoàn cảnh khó khăn này để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết no đủ và ấm áp. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay tích cực của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hàng ngàn phần quà Tết được trao tận tay người dân nghèo. Nhận được hôm qua là tình cảm gì, cảm ơn các nhà tài trợ rồi giúp đỡ cho gia đình tôi cảm ơn nhiều lắm. Sự giúp đỡ từ cộng đồng không chỉ làm nên một mùa xuân ấm áp tình người mà còn tạo động lực cho chính người nghèo nỗ lực vươn lên xây dựng một cuộc sống no ấm. Đồng thời khẳng định, ở đâu có sự sẻ chia, ở đó tình người luôn tỏa sáng. Quý vị đang theo dõi chương trình Kết nối Đông Bộ. Phần cuối chương trình là ghi nhận ở tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, những ngày này, không khí các làng nghề tại tỉnh Đồng Nai rất nhộn nhịp, khẩn trương. Cù Lao Phố ở thành phố Biên Hòa được mệnh danh là xứ sở bánh tét, bánh ít đang vào mùa, bởi đây là những loại bánh không thể thiếu trong Tết cổ truyền. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kinh doanh bánh Tết Nhâm Dần năm 2022 có phần trầm lắng. Tuy nhiên, dù nhiều hay ít hơn mọi năm, thì không khí ở làng nghề đặc trưng hương vị Tết này vẫn vui như Tết. Cơ sở kinh doanh của chị Dư Thị Kim Hoàng đã bắt đầu các khâu chuẩn bị cho ra lò những chiếc bánh ít bánh tét đầu tiên trong ngày. Thức dậy từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng mỗi ngày, chuẩn bị các công đoạn từ gọt lá, xên nhân, trộn bột nếp, gói bánh và nấu bánh. Chị cho biết bánh của chị đặc biệt nhất ở khâu trộn bột, làm vỏ bánh. Ngoài bán tại nhà thì để tăng thu nhập, chị Hoàng còn nhận đơn đặt hàng trước của khách hàng và giao hàng tận nơi. Ở thời điểm chưa có dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, mỗi ngày chị kinh doanh được hơn 1.000 chiếc bánh. Đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mỗi ngày chị cho ra lò khoảng 300 đến 500 chiếc. Hồi đó là mẹ có làm, mẹ có gói bánh bán đồ. Rồi mà nghỉ thời gian lâu lắm rồi, cái tự nhiên phát sinh ra gói vậy thôi. Quan trọng nhất là khâu nhân á. Nhân là mình phải lấy vừa dẻo, vừa rám, mà rám mềm để cho nó dẻo. Đối với nghề gói bánh truyền thống đến nay, phường Hiệp Hòa chỉ còn khoảng chục hộ kinh doanh còn gắn bó với nghề. Do ảnh hưởng sâu của dịch bệnh COVID-19, nhiều hộ đã chuyển đổi mô hình kinh doanh sang lĩnh vực khác. Số hộ kinh doanh còn lại cũng tận dụng thêm các hình thức kinh doanh như kinh doanh online, khách đặt hàng qua số điện thoại Zalo, Facebook để mở rộng kênh bán hàng. Động viên người ta cố gắng là để người ta giữ cái nghề truyền thống, nhưng nó còn giữ lại cái nét vì gì đó của cái cụ lộc phố. Hầu như là người ta tự làm ở nhà, và người nhà với nhau người ta làm, rồi người ta bán tại nhà, cũng như là bán cho những cái mối quen người ta tới, người ta lấy, người ta đem về, người ta đem đi thôi. Trải qua hàng ngàn năm nay, bánh chưng bánh tét vẫn là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm của ngày Tết.
Trong mùa Tết năm nay, các hộ làm bánh cũng mong đây sẽ là thời điểm kinh doanh thịnh nhất để khôi phục kinh tế gia đình, mong muốn dịch bệnh COVID-19 sớm qua đi để họ an tâm làm ăn phát triển. Thưa quý vị, dịch bệnh dần kiểm soát, cuộc sống đang dần phục hồi trên mọi phương diện bằng tâm thế thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Xuân về, Tết đến, mang lại niềm vui và cả niềm tin yêu, hy vọng của cuộc sống tươi sáng ở hành trình mới. Đến đây thì chương trình Kết nối Đông Nam Bộ xin được phép khép lại. Quý vị đừng quên theo dõi chương trình được phát sóng định kỳ vào sáng Chủ nhật hàng tuần trên các kênh sóng Đài Phát thanh và Truyền hình 6 tỉnh Đông Nam Bộ. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.